Đã bấm vào trong video này rồi thì chắc chắn là các bạn đang quan tâm về dự án HOPE lắm đúng không? Mình sẽ phân tích rất kỹ luôn để xem là bây giờ HOPE ở hiện tại á, nó có mạnh hơn EDO không? Hoặc là thời gian tới thì hai con ngựa đô này, con nào có khả năng là nó sẽ có cái mức tăng trưởng mà tốt nhất? Trước khi bắt đầu video, những ai các bạn vẫn chưa đăng ký kênh của Sang, các bạn hãy nhớ đăng ký ở đây và nhấn nút cái chuông để ủng hộ Sang nhé, để kênh của Sang có thể sớm lên trên 10k subscribe. Trước đó, như Sang đã từng làm video về HOPE cho các bạn á, những ai mà các bạn chưa xem, các bạn nên xem lại trước đi. Bạn xem video này các bạn sẽ dễ hiểu hơn. HOPE nó có một cái app là Wildcast, nó đang cho thấy là Web3 Social Learning Platform của nó đang đạt được là 10 triệu user rồi. Ngày xưa cái app Wildcast của nó khoảng 2 triệu user thôi, bây giờ lên 10 triệu rồi, cho thấy cái mảng WeTuron của nó đang dần phát triển. Rồi, và những cái thằng HOPE nó đang làm ở hiện tại để nó định vị là được bản thân á, thì chúng ta có thể thấy là nó có những cái phần này các bạn. Ecosystem mình không nói, nhưng mà nó đang có phần Infra và Academy. Thì ở đây Sang sẽ bấm qua cho các bạn xem Infra của cái thằng HOPE này của nó đang là cái gì. Trước đó khi nó đưa ra cái vấn đề là định vị của nó là về Web3 Education á, cũng như là cái mảng WeTuron của nó, thì chúng ta sẽ hơi khó hiểu thằng HOPE nó đang muốn làm cái trò gì, cũng như là cái tầm nhìn của nó đi trong mảng này nó đi ra sao. Thì bây giờ mình thấy càng ngày nó càng đưa ra cái định hướng này nó kỹ hơn. Những cái thằng Infra này nè, là nó muốn đưa ra một cái bộ kit các bạn, onboarding kit, giống như những cái bộ SDK để chúng ta làm được cái blockchain riêng hay là một cái hệ sinh thái, một cái DApp gì đó. Thì cái kit này nó mang tính chất là để cho người dùng có thể chuyển đổi giữa Web2 và Web3 nó dễ hơn. Đó, nó đang muốn làm như vậy các bạn. Đây, đưa từ Web2 sang Web3. Thì bây giờ nếu như mà thật sự là Web3 cái chain nó xác lập, hay là người ta muốn sử dụng Web3 nhiều hơn, thì chắc chắn những thằng Web2 nó đang mạnh thì bộ nó phải chuyển qua thành Web3 thôi, không có cách nào khác, nếu người ta muốn như vậy, đúng không? Ok, thì ở đây nó mới show ra cho chúng ta thấy được là những cái phần mà cái SDK mà nó có nè, để khi mà nó chuyển qua, thậm chí về sau nó còn đưa cả HOPE AI vào nữa, để nó có thể optimize được cái việc chuyển từ Web2 qua Web3 mà nó tốt nhất. Đó. Cũng như ở đây là nó sẽ đưa ra những cái về cung cấp, về những cái modular này các bạn. Privacy Managing nè, DID Base Role nè, đó. Rồi nó tăng được cái việc mà tự động cũng như là cái dữ liệu phân tích ở đây nè. Những ai mà chúng ta quan tâm các bạn nên đọc kỹ ở đây hơn về cái infra của nó nha. Rồi, bên dưới đây á, như mình nói nè, cái Wildcast hồi nãy nè, đây là cái cách viết của nó và cái hình ảnh cái app nè. Cái này nó đánh mạnh vào WeTuron. Còn Sudamon á, những ai mà chúng ta sử dụng app Wildcast này các bạn cũng thấy rồi đúng không? Sudamon nó là cái button ở giữa cái app, ở dưới phần footer đó, nó có cái Sudamon. Này nó liên quan về cái việc là live stream và learn to run. Nói chung nó có cái khoảng thời gian time để các bạn có thể bấm vào, các bạn tham gia trên đó. Thì cái Sudamon này á, nó chưa có define kỹ nữa, nhưng mà hiện tại nhờ cái Sudamon này nó cũng đã active, nó cũng đã thu hút được một cái lượng user người ta quan tâm khá là nhiều. Tiếp theo của nó, thằng HOPE đang có chính là một cái Academy các bạn, Academy Sensei. Cái này nó đang phát triển là dần nhiều hơn rồi. Nó là cái này nè, để bật cho bạn xem lên load lại. Khả năng nó như trải nghiệm về cái Academy này, nó mang tính là game hơn. Hoặc là những ai mà chúng ta thích về anime, có khả năng là nhìn card này của nó sẽ thấy thú vị. Đó, tập trung vào những cái nhóm người trẻ hơn. Đó, phân khúc của nó chọn hình mình thấy đang như vậy. Thì cái phần này login đó, hiện tại là nó chưa có open nhiều cho cái phần register đâu. Các bạn có thử vào đây, các bạn thử login. Rồi, thì đây những cái nó có nè, app Wildcast cũng như là tích hợp phần Sudamon ở trên cái app này luôn, và Academy Sensei đúng không? Đây là cái phần mà mình nói này, cái ecosystem của nó chẳng qua là cái phần để nó định vị lại được cái việc mà nó đang triển khai của dự án HOPE này nó là cái gì. Lý do mà nó để HOPE ecosystem và cái phần Web2 với Web3 ở đây có nghĩa là nó muốn open các bạn một cái cổng chuyển từ Web2 sang Web3 sẽ thành cái core value của nó. Và những thứ nó liên quan tới Web3 Learner sẽ là những cái product của nó, để nó phổ biến được cái lĩnh vực này tới nhiều người dùng biết hơn.
Bởi vì bây giờ nó có cái app Wildcast là 10 triệu user rồi, nhiều 10 triệu người dùng. Thì bây giờ chỉ cần nó phát triển thêm, tăng được số lượng người đó và tầm ảnh hưởng của Web3 hay là những cái hệ sinh thái mà về learning này, thì chắc chắn sẽ có nhiều cái Web2 mà về education nó cũng sẽ bắt chước nó làm theo như vậy. Để nó ăn được cái lượng user, cái lượng người dùng từ cái hệ sinh thái thằng Hút này. Đó cái nó đang làm. Thậm chí đó lý do tại sao trước đó sẽ làm Edo Edo quá. Các bạn thấy là ủa tại sao thằng Hút này cũng làm education nè. Cái dự án Owen Campbell Edo đó nó cũng làm Edo, mà tại sao hai này nó partner với nhau luôn. Đáng lý là nó phải đấm nhau chứ, nó phải cạnh tranh với nhau để nó giành giật thị phần. Thì chính vì lý do thằng Hút nó định vị lại, nó là một cái gateway này. Đó, nó mạnh về open cái network ra để cho nhiều bên sử dụng á, thì hai thằng này nó sẽ hợp tác với nhau được như vậy. Còn về cái thằng nào đang có tiềm năng nhiều hơn thì cuối video Sang sẽ nói cho các bạn, Sang sẽ đưa ra nhận định. Trước đó thì cái video cũ Sang làm á thì chúng ta thấy là cái web của nó chưa có được đầy đủ như vậy, còn bây giờ thì hiện tại nó có nhiều phần hơn rồi, đúng không ạ? Đó, bây giờ các bạn vào xem lại web này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có nhiều thứ hơn, cũng như là nó có luôn cả wallet riêng rồi, cả phần stake ở đây cũng vậy. Các bạn muốn các bạn có thể vào đây xem, đây là cái nơi để nó cho người dùng có thể stake cái đồng hút của nó đây đó, connect cái wallet vào thôi, để cả phần APR nè, để cho chúng ta muốn thì chúng ta có thể stake. Đây là đang có khoảng total stake đang khoảng 10 triệu đây nè. Connect wallet của nó cũng dễ thôi, các bạn bấm vô là các bạn có thể connect được, connect được bằng cái tài khoản Google của mình đó. Đây mình bấm thử cho bạn xem. Thì đây là những cái mà nó đã phát triển trong thời gian qua. Mình thấy nó cũng được khá là nhiều thứ đấy các bạn. Nhìn là wallet nhìn cũng khá sạch. Receive với lại transfer thì nó cũng khá ok thôi. Rồi, đây, để mình đi xuống cái phần roadmap của nó. Từ những cái định vị ở trên chúng ta thấy được là như vậy. Thì ở bên dưới á, các bạn có thể nhìn vào cái phần là nửa đầu năm 2024 nè, những cái nó sẽ làm. Là đầu tiên nó sẽ đưa ngay về cái việc mà AI Enhanced Education vào. Những cái mảng này, Education này đưa AI vào mình thấy nó khá là ok nha. Nó sẽ giúp tối ưu được rất nhiều cái, nhất là Experience này. Rồi, và sau đó nó sẽ thúc đẩy nè, nó sẽ tích hợp cái bộ hút AI SDK này vào trong cái ecosystem của những cái partner. Thay vì nó public nhanh ra những web tool chuyển thành web tree hay là sử dụng cái SDK này á, thì đưa cho partner trước. Tại vì partner xài xong thì nó sẽ có những cái feedback ngược lại với cái thằng hút này để nó có thể tối ưu được. Rồi sau đó nó sẽ xây dựng về cái global education này thôi, mục đích của nó để public nhiều hơn về ra bên ngoài. Và mục tiêu cái thứ hai trong nửa đầu năm 2024 này là về việc là maxi cái Web3 education adoption này. Đó. Các bạn có thể xem thêm ở này. Để xem là thằng này nó có làm được như nó nói hay không. Thì phần AI đó là cái phần các bạn nên quan tâm, các bạn nên check lại của thằng Hút này. Ok, tình hình của nó hiện tại đang như vậy. Thì cái phần để chúng ta quyết định nó dễ dàng hơn là nên nhìn lại cái tokenomics, cũng như cái số lượng token của nó đang lưu thông bên ngoài thị trường là bao nhiêu rồi. Hút hiện tại đang khoảng là 1.1 đô đúng không? Và cái lượng lưu thông của nó hiện tại trên thị trường đang khoảng 90 mấy triệu hút. Thực ra mình nghĩ con số thật nó hơn cái khoảng này chút rồi các bạn. Nhìn vào cái phần phát thải token ở đây là các bạn sẽ nhìn thấy được ngay. Đây, đây là cái số lượng mà trước đó tỷ lệ phần trăm mình đã có review cho các bạn đúng không? Ngày xưa nè, Binance Lean Bass thì nó 25 triệu hút nè, 5% đó. Thì nếu như các bạn quan tâm cái số lượng mà token nó đẩy ra từng tháng luôn á, thì các bạn xem ở đây nè, thì nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều. Nhưng các bạn thấy cái đây nè, ngày xưa là tháng 12 nè, đúng chưa? Khi mà nó xuất hiện nó Lean Bass cái đồng này á, thì nó có 5% là được mở khóa ngay ở trên Binance nè, là 25 triệu hút. Ok chưa? Thì bắt đầu là nó kéo dài tới những cái thời điểm đó, tới những cái thời điểm khác chứ mình nói lộn. Nó cứ đi từng tháng như vậy thì các bạn có thể theo dõi hết các bạn ở đây. Nhưng mà sẽ để ngay cái thời điểm mà hiện tại chúng ta đang ở là vào khoảng tháng 12 đi. Ví dụ bây giờ là tháng 12, 2023, cái số lượng nếu như cái thời điểm này á, là nó sẽ lên khoảng 22% đấy, 22% số lượng hút. Thì 5% sẽ đến từ Linbat nè, 2% cột này là của Rive Sale, Rive Sale cái thời điểm này bắt đầu có. Trước đó tháng 11,
Tháng 11 là chưa có của Rise và Sale. Qua tháng 12 là sẽ có 2% của Rise và Sale nè, 5% của Community. Community trước đó là đã lock dần rồi, tới đây là sẽ được 5% nè. Còn 10% này là của sẽ Treasury. Rồi quỹ kho bạc của nó Team. Đây, Team trước đó cũng chưa từng có được unlock token, nhưng mà bây giờ sang tháng 12 sẽ có khoảng 0 chấm mấy nè. Thì tổng ở đây sẽ là 2 mấy%. Hết tháng 12 2023 thì số lượng hút lưu thông trên thị trường nó sẽ khoảng 100 triệu các bạn. 100 lẻ mấy triệu vậy đấy. Ok chưa? Đó là cái step thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên nhìn ở bức tranh đây nè. Thì nhìn dưới đây các bạn có thể nhìn kỹ từng tháng luôn để các bạn cảm nhận. Nhưng theo mình cái thời điểm này khi mà bắt đầu team nó đã được unlock dần á, thì bắt đầu giá nó sẽ có sự cải thiện dần, để cho team nó cũng có thể ra được một ít token và có cái tiền đó để xoay cái dòng vốn cho dự án. Thì mình nghĩ vậy. Nhưng mà để nhìn xa hơn thì chúng ta có thể nhìn tới ngay cuối 2024 này, thì cái số lượng token của nó lúc này nó sẽ lưu thông ở trên thị trường cũng khoảng là 40%. Nhìn thì chúng ta sẽ thấy khác nhau đúng không? Là dự án hút này nó đang có cái lượng tổng total supply khoảng 500 triệu thôi. Còn ADO á, nó có cái tổng supply là tới 1 tỷ lần. Nhưng mà nhìn chung khi cái mức độ nó phát thải đây 40% á, thì thằng hút cái thời điểm này nó cũng có 200 triệu token rồi. 200 triệu token. Mà cái thằng ADO là khoảng 400 triệu token thời điểm đó, thì nó cũng na ná nhau thôi các bạn. Chẳng qua là nó khác ở đây là do cái thằng kia là nó total supply nó nhiều hơn thôi. ADO total supply nó nhiều hơn, nó gấp đôi hút. Chứ ra cái số lượng tụi này nó lưu thông vào thời điểm cuối 2024 á, thì nó không lệch nhau nhiều lắm. Cho thấy là theo mình nha, cái hướng phát triển của hai thằng này và theo cái cáp hiện tại, hút thì ngày xưa được một cái là nó từng tăng giá lên gần 4 đô rồi, và bây giờ đang bị đạp giá lại. Và so sánh cái mức cáp hiện tại thì cái thằng hút này là nó hình như là nó đang thấp hơn. Trước đó mình coi đây, thấp hơn của bên thằng Open Cambridge. Ở đây đang thấp hơn một tí. Cho nên về mảng giáo dục ở hiện tại education á, thì mình lựa chọn là vẫn ưu tiên cho thằng hút này hơn. Nếu như đầu tư cho cái chain này, tất nhiên chúng ta sẽ không bỏ qua hai đồng này rồi. Chọn một trong hai thì nó cũng sẽ khó lựa chọn. Nhưng cái mức độ ưu tiên của Sang thì Sang đang nghiêng về cái thằng hút này nó nhiều hơn, bởi vì nó đang có cái cap thấp hơn. Và team của nó cũng đang được unlock dần rồi, cho nên nó sẽ có cái tỷ lệ đẩy giá ở trong 2014 hay là nửa đầu 2014 nó nhiều hơn cái thằng Edo. Còn Edo nó đang triển khai nhiều những cái trend mà để cho những cái ứng dụng về education nó phát triển. Thì chính từ cái thời điểm mà nhiều nhà phát triển họ nhảy vào, hay là nhiều cái bên giáo viên, giảng viên gì đó, tổ chức giáo dục, họ phát triển được nhiều cái ứng dụng hay ở trên Open Campus, thì lúc đó nó sẽ tạo được cái sóng đẩy nó nhanh hơn. Chứ còn thời gian đầu đường hút này thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ có điểm mà nó tiềm năng hơn là Edo. Thì mình nghĩ vậy thôi. Theo ý kiến của nhiều anh em, chúng ta quan tâm rất nhiều về việc khởi tạo token cũng như là tạo một cái dự án riêng, thì Sang có open một cái khóa là về Token Master, để những anh em nào chúng ta muốn bắt đầu tạo token hay là custom một cái dự án riêng mà chúng ta không biết phải chọn lọc hay bắt đầu với những kiến thức nào, các bạn có thể tham dự cái khóa này của mình. Mình sẽ hướng dẫn rất là chi tiết ở trong đó, cho nên các bạn quan tâm các bạn có thể đăng ký ở bên dưới nhé. Chứ còn về cái phân bổ của nó là như nhau nha các bạn. Thậm chí khả năng đạt cap của thằng hút hay Edo cũng vậy, mình nghĩ đâu đó cũng sẽ được trên 1 tỷ cap đó. Có số lượng phân bổ token này thì dẫn tới cái giá của nó sẽ hơi khác nhau thôi. Thằng này nó public token ít hơn, cho nên giá hiện tại của nó là 1 chấm mấy đô là phù hợp. Hoặc là những ai mà các bạn xem video hút của mình là các bạn cũng thấy rồi, mình từng review là hút khi nó về 1 đô á là chúng ta có thể mua được. Giá này giá ok đó. Thì không biết lúc mà nó về thậm chí là sâu hơn 1 đô là các bạn phải có mua không. Chứ lúc đó các bạn mua thì bây giờ là không có lỗ, trừ khi là giá Bitcoin là nó chuyển biến xấu thôi. Chứ không thì mình nghĩ thời gian tới là nó đâu đó lên quanh vùng này, hoặc là nó tăng lên đâu đó về lại vùng 2 đô đó. Khả năng cao là như vậy. Bởi vì là cái lượng người dùng trên thằng hút này các bạn thấy rồi đó, cái wildcard của nó đã có lượng người dùng nó nhiều hơn rồi, thì nó rất dễ ra những cái chương trình để cho người ta bị hấp dẫn. Thực ra nó đúng ra trước đó lúc mà hút nó vừa về 1 đô á,
là mình có trích ra một ít để mà mình mua, mình đầu tư thử cái thằng này rồi. Nhưng mà lúc đó đúng là về cảm quan mình nha, là mình thấy thằng Hút này nó hơi lộn xộn. Ngày xưa cái web nó chưa làm được như vậy đâu các bạn, nó làm nó hơi lộn xộn. Cái lúc mà nó chuyển từ cái web mà đang mới lên Bash Binance á, nó chuyển cái UI qua một cái nền web khác á, thì nhìn nó đang làm nó hơi hướng Metaverse hơn. Còn bây giờ nó đổi thành cái core value như vậy để nó phát triển á, thì nhìn nó mới ra dáng là cái dự án mà web 3 về công nghệ hơn. Thì lúc này mình mới thật sự đánh giá cao về nó, chứ lúc đó thì cảm giác cũng không yên tâm lắm về thằng này. Còn bây giờ nhìn lại thì cái số lượng người dùng user của nó trên cái app Wildcard nó có tăng trưởng nè. Và những cái khác của nó về phần stake nè, wallet hook, cũng như là những cái cổng chuyển đổi từ web 2 sang web 3 mà nó đang làm, là mình cảm thấy là nó yên tâm hơn thằng này. Và so cái market cap của nó với lại thằng Edo á, thì mình mới có cái nhận định là mình đang có sự ưu tiên cho thằng Hút này hơn. Bởi vì ít ra thì thằng Hút này nó cũng phát triển sớm hơn cái thằng Edo được một thời gian rồi. Nó ra mắt khoảng tháng 12 mà. Còn cái thằng Edo nó ra mắt khoảng tháng 4, 2023 lần. Đã đi sau thằng Hút này 5-6 tháng vậy đấy. Thì như vậy là tất cả những cái nhận định của mình về cái thằng Hút này ở thời điểm hiện tại. Nếu như các bạn có ý kiến khác thì các bạn cũng có thể comment ở dưới phần bình luận bên dưới để cho mình biết nhé. Đừng quên subscribe kênh cũng như là nhấn nút cái chuông để ủng hộ Sang nhé.